Ngày hôm nay ba anh em đi bị tổ chát sao mọi người? Đi câu mấy chỗ luôn không có cá luôn à. Cái bè chỗ nãy câu quá đẹp luôn, bãi quá đẹp quá ngon luôn nha mọi người, mà câu không có cá, cá không ăn. Giờ mấy anh em về cái vuông hồ đây là cái chỗ này người ta bỏ quan mọi người. Bỏ quan về mấy anh em ghé đây câu. Ghé đây câu nấu miếng mì. Nấu miếng mì mấy anh em ăn trưa nha, đói bụng rồi nè. Đây, có cơm luôn. Ăn cơm ăn trưa rồi câu ngồi câu xíu còn sao nữa mọi người. Tổ chát quá ha. Đây là tổ chát à. Rồi giờ đói rồi mọi người, nấu mì ăn. Rồi, cho mì vô. Rồi ăn rồi. Đói quá rồi cá không ăn thì mình ăn thôi. Mai mình em đầu tư chuyến đi Đồng Tháp mọi người. Muốn hả đồng? Muốn muốn rồi. Bỏ cái cà muốn luôn. Kiếm câu đẹp ghê. Chiều không có nữa mấy anh đi ông anh kêu ông cho mượn cái lưới mọi người. Đi lưới cá rô, cá rô đồng. Có lưới không? Cá rô biết có. Lưới này hả? Lưới này hả? Lưới bên đó đó. Cá rô lưới kia. Cá rô. Lưới này lưới rô cái gì hả? Lưới rô. Lưới rô là văng đó hả? Không có văng đâu. Không sao á. Thử đây. Nói không nhiều cá rô nhiều lắm. Ừ. Nếu cá rô bí mình làm cái một chút. Thử coi. Nhà trả xuống. Rớt như sao. Cuối cùng thì cho tụi con đi tập thôi. Dễ không thôi nắng. Để họ trong đợi. Chết queo quá. Lấy ra ăn cơm à. Cá hả? Ăn bỏ mì. Mình lía. Thôi đã về chút cho mình ăn. Có ăn đi. Hay đâu 20 ngàn á. Được. Ừ. 50 ngàn cũng rẻ mà. Để vậy, mất không nạ. Mò có tốn tiền không? Lặn xuống mò mò. Công lại đi mò không? Cái này em còn dễ mò không ốc. Ốc với cái bay cái gì đó. Ở gì? Ốc gì? Ốc bỏ mình mua á. Ở dưới gì đó. Cái vàng á. Gạo. Ừ. Ốc mò mất khó còn này mò dễ không nổi. Dưới đất mình sống luôn. Lỗ chút. Nó lệnh dưới hả? Trời ơi em xuống là em đạp dưới giò luôn á. Em xuống cái làm chạp dưới giò luôn á, ngắm cào luôn á. Có cái mùi của nó hiểu không? Bữa nay nhà nó ăn vậy hả? Nhà ăn vậy hả? Có... Ở nhà mà không đấy. Có kho. Có
mình nó nấu cái món này không. Làm đi trai chúng trời quá là. Đây mà cá đây mình ăn cá. Ở đây là dính những cái bự á. Đậu mã câu cá mình quay không đó. Sao mình ra đây cá mình không bán chứ không cần câu thì thấy không chạy từ dưới lên đây có không mình không biết đó. Bọn mua ở đâu ở vậy lẽ chạy ra ngoài kia mua nói không biết mà tối giờ có gì câu ở đây không anh kêu bảo không đi câu em câu nhóc luôn á. Cứ vậy à. Mình năm trước có ngậu câu. Trước đó anh chị. Ừ. Đó. Trước trên đó cũng vậy. Mới vậy đâu mà mình mới ấy chứ anh mới biết chứ tâm biết. Đó vẫn có đi câu đâu. Rồi đi đụ mẹ chân lứ không à. Câu này trên Sài Gòn đem về không với mấy thằng dưới quê làm gì biết. Mấy thằng dưới quê câu tài không. Câu bằng tre hả? Ừ. Có bằng tre không chứ làm gì biết. Yeah.